nghèo kiết xác như cậu á thì cậu phải có nhà, có xe, có 500 triệu đem qua đây hỏi cưới thì tôi gả con gái tôi cho cậu. Anh Tuấn, khốn nạn, vậy mà anh nói tôi là đi với sếp, sếp của anh là con nhỏ này đó hả? Em vô nhà đi, anh đi qua nhà sếp có việc. Ủa, trễ rồi còn qua nhà sếp nữa hả anh? À, có việc đột xuất. Ừ, anh đi đi nha. Alo. Alo anh, tới đó em liền đi, ở chỗ cũ á. À, rồi, rồi, anh biết rồi, anh tới liền. Thôi, em vô nhà đi nha, sếp gọi rồi, có chuyện gấp, anh phải đi liền. Chiều anh nhớ qua đó không đúng giờ nha. Anh biết rồi. Anh Tuấn, khốn nạn, vậy mà anh nói tôi là đi với sếp, sếp của anh là con nhỏ này đó hả? Anh bỏ mặt tôi, anh đi lén phán như đó phải không? Sao vậy anh Tuấn? Còn mặc đồ xe ôm công nghệ đi giả dạng dễ dàng hẹn hò đúng không? Tôi kể cha kể mẹ tôi đi theo anh, tôi không quan tâm anh giàu hay nghèo, vậy mà bây giờ anh cấm sừng tôi. Em nghe anh nói nè, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Bắt tận mặt như vậy mà không phải nữa hả? Cô là ai hả? Cô lén phán với anh ta bao lâu rồi? Bà biết không á hả? À, em ơi, em bình tĩnh lại đi. Chỉ là hiểu lầm thôi, em bỏ qua nha. Tự nhiên cái đi xe ôm, cái bị đánh ghen làm sao? Nè bà, tôi nói cho bà biết nghe chưa? Mai mốt mà bà đi đánh ghen, bà cũng phải sáng suốt, thông minh tí xíu chứ. Cái gì mà tự nhiên cái vừa mới gặp cái dãy nãy dãy nãy lên vậy? Có ngày nghe chưa? Có ngày bị đánh ngược lại nghe chưa bà? Nói cái gì? Ai đến đây? Hả? Cô đứng lại đó! Em... Nè, đừng có cố ý bỏ trốn nha! Em, bình tĩnh nghe anh nói nè, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tôi bắt tận mặt như vậy mà không phải. Đây là công việc của anh đó. Công việc gì mà xà nẹo, công việc gì mà gửi mũ bảo hiểm tình tứ như vậy hả? Anh chạy xe ôm, được chưa? Thôi, em vô nhà đi nha, sếp gọi rồi, có chuyện gấp, anh phải đi liền. Chạy xe ôm, không phải anh đang đi làm hay là công việc anh gặp vấn đề, anh bị đuổi việc hả? Không phải, anh đang cố gắng kiếm thêm tiền để có thể cưới em. Dạ, con chào cô. Cậu kiếm con Hồng hả? Dạ đúng rồi cô. Cậu muốn cưới con Hồng đúng không? Dạ. Cũng được, nếu cậu muốn cưới con Hồng á thì cậu phải có nhà, có xe, có 500 triệu đem qua đây hỏi cưới thì tôi gả con gái tôi cho cậu. Dạ, thưa cô, cô cũng biết là hiện tại con không có được những thứ đó, nhưng mà cô yên tâm đi, con hứa với cô, con sẽ cố gắng làm ăn, con sẽ lo cho Hồng, con không có để Hồng phải chịu cực chịu khổ đâu cô. Xin cô đừng có làm khó con nha cô. Cố gắng hả? Cố đến chừng nào? Thôi được, để cho người đời khỏi nói là tôi khinh cậu nghèo, nói là tôi ép người quá đáng, thì tôi cho cậu thời gian là 1 năm đó. Nếu như 1 năm sau mà cậu không có được những thứ đó thì cậu tự động rời xa con gái tôi đi nha. Mà cậu Tuấn nè, cái thứ nghèo kiết xác như cậu á thì phải biết thân biết phận, biết cái vị trí mình đứng ở đâu chứ. Em xin lỗi anh, em không hiểu được những gì anh đã trải qua, vậy mà em còn kiếm chuyện làm khổ anh nữa. Em nghe anh nói nè, cũng không thể nào trách được em hết á. Có trách là trách anh nè, do anh bất tài vô dụng, anh không có thể lo cho em đàng hoàng tử tế như người ta, phải trách anh là người có lỗi. Không phải như vậy, là do em hết, là do em không hiểu chuyện. Em xin hứa từ nay về sau em sẽ cùng anh cố gắng, em sẽ không có như vậy nữa, em sẽ không có làm anh buồn nữa. Được rồi, anh hiểu rồi.
đầu đường xó chợ. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ còn hỏi nữa hả? Bao nhiêu lần rồi mẹ cấm không cho con quan hệ yêu đương với cái thằng này, sao con cãi lại mẹ hả? Tụi con yêu nhau thật lòng, anh Liêm ảnh là người tốt, có gì đâu mà mẹ cấm cản tụi con hoài vậy. Bác ơi, con thương Mai thật lòng mà bác. Mày câm miệng lại, mày lấy tư cách gì mày yêu con tao? Mày lấy cái gương á, mày soi bản thân mày lại đi. Mày là cái thằng đầu đường xó chợ, ngày đây mai đó. Tiền đâu mày lo cho con tao mà mày yêu con tao hả? Mày yêu nó cái kiểu gì mày nói đi. Mày làm ơn đi, mày buông tha cho con gái tao đi. Mày làm gì mà đeo nó như là đĩa đối vậy hả? Mày đừng có quá đáng như vậy. Tuy là bây giờ anh Liêm chưa có gì trong tay, nhưng ảnh là người có chí tiến thủ. Chỉ cần tụi con cố gắng thì sau này sẽ đủ đầy thôi mà. Nhưng mà quan trọng một điều là anh Liêm ảnh rất yêu thương con, ảnh thật lòng thật dạ với con, ảnh quan tâm lo lắng chăm sóc cho con. Như vậy mẹ còn đòi hỏi gì nữa? Trời ơi con, sao mà con ngây thơ quá à? Không có cái thằng nào mà nó có ý chí tiến thủ mà nó nghèo cỡ đó hết trơn á, con biết không? Nè, đầu mẹ bạc hai thứ tóc rồi. Bây giờ á, nó phải diễn như vậy đó để cho con tin nó ha. Con mới có cái lý do con ngồi đây con cãi mẹ nè. Nó làm cái kiểu cách này đó cho con yêu nó, con thương nó đó. Khi mà nó lấy được con rồi á ha, mày thấy cái cảnh. Bác đừng có nói như vậy, tội nghiệp con lắm. Con biết là con có nhiều thiếu sót, là con không có xứng với Mai. Nhưng bác tin con đi, con sẽ cố gắng mang lại một hạnh phúc cho Mai mà. Thời buổi này không có tiền á thì đừng nói tới cái chuyện hạnh phúc. Mai, nghe mẹ nè, bỏ nó đi, chia tay với nó. Còn hàng khối người ở ngoài cho con lựa chọn nè. Tại sao phải là nó mới được hả con? Dù mẹ có nói như thế nào, con cũng sẽ không bao giờ chia tay anh Liêm. Hôm nay con dẫn anh tới đây gặp mẹ, con nghĩ là mẹ sẽ đồng ý. Nếu như mẹ không tán thành cho tụi con sẽ bỏ nhà đi theo anh. Khốn mẹ! Đi đi! Mày đi theo nó luôn đi. Mày sống đầu đường xó chợ với nó luôn đi. Cái nhà này á, tao cũng không muốn có đứa con bất hiếu như mày đâu. Mẹ cứ yên tâm đi, một khi con rời khỏi cái nhà này, con sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Mình đi thôi anh. Đồ con bất hiếu mà. Ai mà giống thằng Liêm quá vậy? Ủa, nó ở đây rồi con Mai đâu? Ơ, có ai về nè? Trời đất ơi! Ở nhà mình có buồn không? Không. Sao không vô nhà ngồi, ngồi ngoài đây nóng dữ vậy? Ở trong nhà hoài ngột ngạt quá à. Em ra ngoài đây cho thoáng, sẵn hết thở khí trời. Vậy hả? Sao bên anh về trễ vậy? À, hôm nay anh về định về sớm đó chứ. Hàng mới về, thành ra anh ở lại phụ mấy anh bốc vác xong anh mới về nè. Có anh muốn gì cho em nè? À, canh chua cá lóc. Đúng rồi, bây giờ anh vô anh nấu cơm cho em ăn. Ăn xong rồi cục cưng sẽ uống thuốc nha. Cưng quá. Mai, sao vậy nè con? Sao vậy? Bị gì mà ngồi xe lăn vậy con? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tại mẹ mà con tao mới vậy phải không? Mày nói mày thương nó nè. Mày thương nó mà sao giờ nó ngồi xe lăn? Tại sao vậy hả? Mai, Mai ơi, sao con bị gì con không cho mẹ hay vậy? Sao con không về nhà với mẹ vậy Mai? Trời ơi, có sao không con? Bà mày đừng nói gì hết trơn á. Mày không có giải thích gì cho tao nữa hết trơn á. Mày dụ dỗ con tao á, để cho nó bỏ nhà đi theo mày á. Thương nó dữ lắm mà. Mà tại sao bây giờ á, con tao ngồi xe lăn, cái hạnh phúc đó đâu? Hạnh phúc là nó ngồi xe lăn đúng không? Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Nếu như mà không có anh Liêm á thì con không sống tới ngày hôm nay đâu. Ảnh mới là người không bỏ rơi con đó mẹ. Anh chịu cực chịu khổ vì con nhiều rồi. Bây giờ mẹ đừng có la, đừng có trách làm khổ anh nữa mà mẹ. Sau 2 ngày kể từ khi con bỏ nhà đi theo anh Liêm thì con gặp tai nạn giao thông và con mất khả năng đi lại. Con từng suy sụp và nghĩ mình là người tàn phế, nhưng cũng nhờ anh Liêm ở bên cạnh con, động viên con. Anh chưa bao giờ bỏ rơi con ngày nào hết. Anh
còn đi làm về chăm sóc cho con, lo cơm nước giặt giũ, thậm chí là tắm rửa cho con mà không than trách nửa lời đó mẹ. Ở ngoài kia không có ai tốt với anh bằng em hết. Nếu mà em không đi được, anh sẽ là đôi chân của em, mình nương tựa nhau mà sống. Mai về nha, về nhà với mẹ, mẹ lo cho con tốt hơn. Con không về đâu, con không có rời xa anh Liêm đâu mẹ. Bác đừng có bắt Mai phải đi về nhà mà. Làm gì vậy? Ai bắt hai người xa nhau mà làm thấy ghê vậy? Chứ sao bác? Mẹ đưa Mai về thì Liêm cũng về nhà theo mẹ luôn chứ làm sao? Ý bác là sao? Là sao nữa? Trả nhà đi, về nhà có nhà ở đàng hoàng mà con. Mẹ, vậy là mẹ không ngăn cản con với anh Liêm nữa hả? Qua vụ việc này á, mẹ đã hiểu tánh tình của thằng Liêm rồi. Mẹ an tâm giao con cho nó. Nè Liêm. Dạ. Cho mẹ xin lỗi nha, vì trước đây á mẹ hiểu lầm, mẹ đối xử không tốt với con. Dạ không sao, con cũng hiểu mà. Tại vì trước đây con không có năng lực bảo bọc cho Mai, thành ra mẹ không cho con lấy Mai là đúng rồi. Một phần là do con. Thôi bỏ qua chuyện cũ đi, đừng nhắc nữa. Bây giờ nghe mẹ nói nè, hai đứa về nhà ở với mẹ, mẹ chăm sóc cho con Mai, còn con thì có trách nhiệm đi làm. Dạ. Hiểu không? Hiểu. Mẹ còn nợ hai đứa đó một cái đám cưới cho đàng hoàng đó nha. Thiệt hả mẹ? Ừ. Tụi con cảm ơn mẹ. Tính quá nhờ. Vậy là cuối cùng mình cũng được đám cưới rồi em. Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con bỏ nó đi. Sao con cãi lời ba vậy Hạnh? Con muốn làm cho ba tức chết hay sao? Con không nghe lời ba, con đi đi. Nếu không bỏ nó được, đừng về nhà. Ba ơi, ba đừng có như vậy mà ba. Con với anh Đạt yêu nhau thiệt lòng, ba đừng có ngăn cản tụi con. Chú ơi, con xin lỗi chú. Con không hoàn hảo nhưng mà con sẽ đối xử tốt với Hạnh. Con hứa từ nay về sau con không để Hạnh bị thiệt thòi đâu chú. Cậu nhìn lại bản thân cậu đi. Con ăn việc làm nuôi bản thân cậu nổi hay không? Mà đòi lo cho con gái tôi. Với cậu đã có một đời vợ rồi, cậu làm sao xứng đáng với con gái tôi? Con nói cậu thương nó đúng không? Cậu thương con gái tôi thì làm ơn tránh xa giùm tôi đi, để tôi tìm người đàng hoàng cho con gái tôi. Con đừng nỉ ba, đừng có như vậy nữa. Thôi con đừng năn nỉ nữa. Bất cứ lý do gì ba cũng không chấp nhận. Con đi vô nhà cho ba. Đi. Còn cậu nữa, đi đi. Đi. Anh làm ăn cái kiểu này nè là anh giết tôi rồi. Tôi xin lỗi anh, công ty tôi sẽ cố gắng khắc phục mà. Xin lỗi, đây là lần thứ mấy tôi đã tạo điều kiện cho công ty anh rồi. Anh an tâm đi, tôi tin lần này sẽ thành công mà. Chúng tôi tin anh, tin vào cái lời hứa của anh á, để đầu tư vốn vào cái dự án này. Cuối cùng được gì? Xin lỗi, sửa. Đâu cũng vào đấy, hỏng. Hoàn toàn là hỏng. Anh bình tĩnh lại đi, cho công ty chúng tôi một cơ hội nữa. Cái dự án này không bao giờ thành công đâu. Anh nên dẹp đi. Và anh vững tay nghe tôi nói nè, tôi cho anh một tuần nữa. Nếu không hoàn vốn đầu tư lại cho tôi thì anh đừng trách tôi ác nha. Anh, nếu như mà không có năng lực làm ăn á, nên giải thể cái công ty đi, chứ đừng có làm cái trò mèo này mà ngừa thiên hạ đó. Không toàn sát đâu nha. Làm gì vậy? Thì trước sau em cũng là vợ của anh mà. Vợ của anh hả? Ừ, hôm nay rõ ràng là ba em mời anh qua đây để bàn cái chuyện cưới hỏi. Trời, ủa ba, cái gì mà cưới hỏi đây? Con ngồi xuống đi. Con không nghe ba nói gì hết vậy, tự nhiên đám cưới là sao? Chuyện cưới hỏi của con là do ba quyết định. Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Nghe lời ba, đi vô trong đi, ba nói chuyện với cậu Cường. Con nói với ba rồi đó, con không có cưới ai hết.
Ba mà cứ ép con hoài, con mỏi nhà được cho ba biết. Thiệt tình. Cậu cần an tâm, chuyện này để tôi lo cho. Chú coi lẹ lẹ đi, chứ mẹ con hối con lấy vợ dữ lắm rồi. Được rồi, thì chú thuyết phục con Hạnh, nó sẽ đồng ý mà. Dạ. Với lại công ty của chú có một số việc, chú nhức đầu quá. Thôi, cố gắng lên đi chú, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Chú gọi con qua đây á là cũng có một số việc chú muốn nhờ con. Chú cứ nói đi. Con có thể cho chú mượn 5 tỷ để... Con hiểu rồi. Hôm nay chú kêu con qua đây chủ yếu là mượn tiền, chứ không phải là gả con gái của chú cho con, đúng không? Thì cũng là chuyện của con Hạnh. Nhưng công ty của chú có một số rắc rối. Nhưng mà trước sau gì con cũng là thành viên của gia đình rồi, coi như con cho chú mượn đi. Con tưởng đâu chú ngon lành thì con còn đồng ý lấy con gái của chú. Ai về tưởng gì bây giờ chú phá sản, chú gả con gái của chú cho con để con gánh nợ cho chú hả? Mà nếu con lấy con gái của chú á, thì chuyện hai đứa con lấy nhau là cái chuyện của tụi con, không có liên quan gì tới cái công ty của chú. Ok, mình tự làm thì mình tự chịu đi chú. Mày nè, con nói cho chú nghe, chú đừng có tưởng thằng này khờ. Chú lấy con gái của chú ra đổi tới 5 tỷ của tôi hả? Tôi đâu có bị ngu. Ở ngoài kia kìa, đây con gái đẹp xinh sắp hàng cho tôi lấy đó, tôi cũng không thèm. Mày quá đáng lắm. Mày biến ra khỏi nhà tao đi. Khỏi đuổi mày. Tôi tự đi về. Ủa, có gì bộ ổn quá vậy ba? Ba sao vậy? Ba, 5 lần 7 lượt em từ chối tôi đúng không? Rồi hôm nay nhà cô có chuyện, cô với cha cô thông đồng để mà kêu tôi lấy để gánh nợ thay gia đình của cô. Nằm mơ đi. Chuyện của ông già của cô thì tôi không có giúp được. Còn chuyện cô với tôi á, nếu mà cô chịu lấy tôi thì ok, tôi còn suy nghĩ lại. Anh bảo đảm với em, không bao giờ anh để cho em bị thiệt thòi đâu. Có gì thì gọi điện thoại cho anh. Thằng khốn nạn, anh biến ra khỏi nhà tôi. Khỏi đuổi, anh tự về. Anh ba. Thôi. Ba đừng có làm khó sợ ba. Ba tự nhiên đi ba. Ba thấy trong người sao rồi ba? Khỏe hơn chưa? Ba đỡ rồi con. Dạ. Con à, bệnh viện ở đây có đắt đỏ lắm không con? Chứ kinh tế gia đình mình khó khăn lắm đó con. Tất cả chi phí á, anh Đạt anh thanh toán hết rồi. Ba yên tâm nha. Ủa, thằng Đạt làm gì có tiền con? Anh Đạt giờ này khỏe lắm ba. Ba mẹ của ảnh thì có anh hai lo rồi. Công việc của ảnh giờ này cũng tiến triển rất là tốt, cho nên cuộc sống cũng thoải mái lắm. Cho nên ba đừng có lo về khoản chi phí nha ba. Chú còn mệt không chú? Chú mới tỉnh lại, chú nghỉ ngơi nhiều cho khỏe nha chú. Chú xin lỗi con, chú đối xử tệ với con như vậy mà con... Không sao đâu chú, chuyện trước kia thôi bỏ qua đi chú, con không có để bụng đâu. Đây là sổ tiết kiệm của con, cũng không đáng bao nhiêu hết, nhưng mà con nghĩ sẽ giúp chú phần nào. Chú nhận cho con vui nha chú. Thôi được rồi con, lòng tốt của con chú nhận, nhưng số tiền này chú không nhận đâu con. Không sao đâu chú, chuyện công ty nó quan trọng hơn, chú nhận cho con vui nha chú. Dạ, anh Đạt nói đúng không ba? Hay là ba nhận cho tụi con vui? Con làm cho chú thấy áy náy quá. Chú đừng có nghĩ vậy, con không có để bụng đâu. Chuyện cũ rồi bỏ qua đi chú. Hạnh à. Dạ. Trước nay ba cứ nói con là người mù quáng, chứ thật ra người thiển cận là ba. Bây giờ có Đạt bên cạnh con là ba an tâm rồi. Con Đạt nè. Dạ. Đợi khi nào chú ra viện đó, con cho người lớn gặp nhau, mình bàn chuyện cưới hỏi được không con? Ủa chú, vậy là chú cho con lấy Hạnh hả chú? Ba nói thiệt hả ba? Con cảm ơn chú nhiều lắm. Con cảm ơn ba. Nè, giờ này mà chú gì nữa, chú ba đi. Dạ, con cảm ơn ba nhiều lắm.